Hãy cùng Huyền My uống nước ta thành thông đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Mình là Trần Hoàng Sơn, sinh viên lớp toán tiền K41, khoa tự nhiên, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Mình là một người có tính cách hòa đồng, vui vẻ, thích và thân thiện với mọi người. Mình là một người thích yêu âm nhạc, ca hát và chơi thể thao. Mình có sở trường là ca hát, chơi thể thao, đặc biệt là các môn thể thao năng động. Mình rất tin tưởng là các bạn nữ sinh năm nay sẽ giành chiến thắng. Mình rất muốn đồng hành cùng các bạn giành chiến thắng trong năm nay. Mình là Trần Hoàng Sơn, đến từ lớp toán tiền K41. Khoa tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, các bạn hãy bình chọn cho mình nhé. Thì hoa hậu mì liên tục phải thức khuya mà lại thích ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi, ngọt tự nhiên luôn tươi tắn, dáng lại xinh. Mấy bạn quá khen, mình khen Dr. Thành không đường mà. Bí quyết Dr. Thành không đường của mì bị lộ rồi à? Ngon tuyệt, ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Mì không thể thiếu Dr. Thanh không đường. Thiếu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh không đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.